xả nó thích nước, nhưng mà mình tưới nước xong á thì mình phải cho lá lốt nè các bạn, rau nhút nè, rau ngổ, cây lá gai, cái này cũng quý giá nè, đậu rồng, can cua. Các bạn nào thích càng cua, đây ngò gai nữa nè, à, quá chừng bông luôn các bạn. Hoa lồng đèn á các bạn, vô chậu đẹp lên nhìn mới có giá trị. Ai thích lá giang là mình nhìn cái chậu này là mê luôn. Dâu tầm ăn này ngọt ngất ngay luôn các bạn. Hỏi nữ hoàng này đang có bông nè các bạn. Thì coi như là vậy giờ anh Long xuống hàng gì nghe nhớ này đi lên. Nó giòn, nó giòn bằng ở Thái luôn á. Nếu mà chín thì nó ngọt nữa thì nó đầu tiên tất cả các ổi, ổi này ngọt nhất, không cần bấm ngọn bấm gì trơn á, là nó cũng có trái mà trái rất là sai. Chào các bạn trở lại với sức khỏe Health Tips. Các bạn hôm nay có khỏe không các bạn ơi? Hôm nay My đang ở vườn của anh Khoa, My cho các bạn xem các loại rau 5 đồng, 3 đồng, 7 đồng, 10 đồng, 15 đồng gì đủ loại hết các bạn ơi. Với lại My review ổi nữ hoàng và các cây ổi nữ hoàng, mình thấy mê quá luôn á. Nhưng mà các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, hôm nay mình ăn cái ổi nữ hoàng phải không anh Khoa? Ờ, cái ổi nữ hoàng. Ba người ăn cái ổi bự quá chứ. Trời ơi, quý dữ lắm, xin bao nhiêu lần rồi mới cho. Cái ổi này cái gì, tại vì còn cái trái này thôi, chứ cái ổi nữ hoàng nó không phải bé như vậy nha. Cái ổi nữ hoàng nó bự lắm, gấp đôi cái này nè. Nhưng mà được con trái là cũng mừng rồi. Cái này là ổi nữ hoàng 100% luôn. Bữa nay cả ba người ăn được cái ổi lớn nhưng mà quý lắm nha các bạn. Nhà My phải chạy đến để ăn cái ổi này cho các bạn biết. Mà tại vì ở bên Việt Nam nổi tiếng mà mình bên này chưa được ăn. À, tại vì bên này nó còn mới quá nữa. Thật ra có cái ổi một con trái gì là mừng rồi. Đó. Cái mùa đông á, nghĩ cái ổi này mùa này có thể ăn không được ngon. Nhưng mà mình chưa ăn mình không biết. Đúng không? Có thể ăn không được ngon như trong nguyên cái mùa hè. Dạ. Nhưng mà bây giờ mình cứ thử đi. Dạ. Nó như thế nào nha. Đó, giờ làm thịt nó nhau đi. Rồi. Mời các bạn. Rồi. Thấy này em mình ăn ở nữ hoàng nha, quý lắm nha các mời bạn. Các bạn nha. Ở bên Việt Nam thấy chắc cười ngất. Cũng ít hộp. Mà mùa đông vậy là cũng là cái mà ít hộp. Cái ổi nữ hoàng á, ổi quy Việt Nam á nó tự tự với nhau. Nhưng mà cái ổi, ví dụ như ổi nữ hoàng ruby Việt Nam vẫn có hộp với My. Ruby của bên Việt Nam chứ không phải ruby bên Mỹ nha. Ruby Việt Nam là trái tròn, ruột hồng. Là trong cái ruột á, nó tựa tựa giống như cái thằng ổi nữ hoàng này với Trang vậy luôn. Cái hộp nó cũng cái hộp nó cũng kiểu như vậy nè. Là nó có hộp nhưng mà thấy không? Cái hộp nó rất ít, mày thấy không? Đó, cái hộp nó vậy nè. Thấy rất ít nha. Đó, là ruby Việt Nam với Trang vậy luôn. Mà thằng ruby thì ruột hồng, còn này là ruột trắng thôi. Nhưng mà cái ổi nữ hoàng này á, được cái là mình trồng mình không cần bấm ngọn bấm gì hết trơn á, là nó cũng có trái mà trái rất là sai. Nó sai hơn ruby nhiều. Dạ. Nó dễ trồng. Trồng chứ hình như là mình trồng trong chậu vẫn được. Trồng trong chậu vẫn được, tại vì cái ổi này nó không phải là bự cổ bố. Cái loại ổi này sau này những cái ổi sau này nó cái thân nó gọn không à. Kể cả mình thấy trên cái vườn ổi bên Việt Nam mà nó quay trên YouTube mình thấy đi mi. Những vườn ổi nữ hoàng họ trồng rất là gần với nhau, không có xa. Tại vì cây nó dễ hơn. Rồi. Nãy giờ mình cứ tiếp tục ăn chứ. Giờ cắt cái ăn đi cho nó biết làm sao. Mẹ em nói mẹ đi chợ là mình kiếm ổi nữ hoàng mẹ mua không à. Mẹ nói mẹ mua rồi, có giờ mình được ăn đâu. Nghe nói mà. Nên thích cái ổi này lắm. Cái này cái cây có chút xíu mà đang quá trời luôn trong chậu. Rồi, thử. Mời các bạn. Ổi nữ hoàng lần đầu tiên trong đời ăn trái ổi này luôn á. Thử đi Khoa, bây giờ thử coi nó sao nha. Còn biết nó sao nữa, ngon hay dở gì đây nữa. Ngọt á, là nó ngọt hơn những cái ổi xá lị được anh Khoa. Ngọt hơn, không có gì chua. Nó ngọt hơn. Nó ngọt nha, hơn xá lị, hơn cái ổi không hộp Đài Loan Thái được luôn. Đúng rồi, hơn Thái. Hơn Thái giòn thì ngang bằng thôi nhưng mà vẫn giòn. Cái vị ngọt nó, nếu mình nói như này 10 anh Khoa là vị ngọt anh Long của chỉ có 9 thôi. Cái này ngọt. Ngọt. Cái này tại vì mùa đông á, em nghĩ mùa hè nghĩ chắc ngon nữa. Vậy hả? Wow, ngọt không nha. Trời này ngọt. Quá ngon. Trời ơi, giống này ông xã em quá à. Cái ổi này nó ngọt. Cái này nó ngọt ta. Ngọt. Nó chín nó ngọt nữa không ta ha. Ngọt hai đứa hả? Lần đầu tiên tất cả các ổi này ngọt nhất. Đúng rồi, nó là ngon hơn cái ổi Thái không hộp, Đài Loan không hộp, ru
bi gì là thua hết luôn. Bảo đảm không có thằng nào ngọt bằng thằng này hết. Trời ơi, sao ngọt mà không biết cái trái này hay là những trái khác sao mình chưa biết nha. Ừ, em nghĩ nó sẽ ngon lắm, tại vì cái này là vô mùa đông rồi mà nó dày là bây giờ á. Có gì ngon lắm các bạn ơi, nó rất là ngọt. Mình phải có ăn. Mình có một trái này mình ăn thôi, mình không biết những cái trái nữ hoàng khác hay như thế nào nha. Nhưng mà mình so với những cái trái ổi, một cái trái này với những cái ổi nó không nào mình ăn gì. Là tất cả những chỗ cạn kia, nếu mà nói gì vị ngọt nha, ai thích ăn ngọt nha, ừ, là không là ngọt bằng này. Đúng, cái này ngọt là đứng đầu. Nó giòn. Nó giòn bằng ổi Thái luôn á. Nó mềm giòn á. Giòn bằng ổi Thái á. Nếu mà so với ổi Đài Loan không hẹt cái gì, thằng này nó ngọt thì nó có cái gì chua, ừ, mà so Đài Loan hoàn cái gì. Thằng này là nó ngon Đài Loan không hẹt cái nha, không giỡn đâu. Nhưng mà nó có cái vỏ, nó có vị chát rất là nhẹ cho nên nó rất là ngon. Ở xá lị anh ăn cái anh thấy vị chát nó rất là nhiều ha. Ngon. Dạ, còn miếng này ăn không? Ăn miếng nữa để không có. Nè em, còn miếng này ăn em. Chắc là em hai vợ chồng người nữa hả? Em ăn đi. Wow, cái này nó có cái... Rồi, ăn miếng này phô đồ, cho bạn miếng nữa phô đồ. Có vị chát rất là nhẹ luôn. Phô đồ, thử miếng này mày review em coi. Giòn lắm các bạn. Cái giòn này là ok nè. Cái giòn là ok nha. Cái ngọt là không có nào ngọt bằng. Wow, không ngờ nha. Hồi nói giờ chưa ăn cái ổi nào ngọt bằng cái này luôn. Bởi vì mình không biết. Ổi nữ hoàng sao? Mình không biết cái những cái ổi nữ hoàng khác như thế nào nha. Mà tích thôi, mình thấy cái ổi mười mốt nữa mình kiếm mấy trái khác nữa còn là sao nha. Chừng ba trái nữa ăn. Phải ba trái nữa còn là sao. Nhưng cái trái này nha, mình thấy là ngọt quá trời vậy ta. Nhưng mà nếu mà nói so với ổi lông, cái thơm không bằng nha. Biết sao không? Tại vì á, cái ổi lông mà cái ổi loại đó gì mà cái ruột màu hồng là nó có mùi thơm. Chắc cũng vậy, bởi vì cái ổi lông thơm hơn ổi này. Hôm bữa trời tối quá, mình không có quay mấy cái cây cho các bạn xem được. Bây giờ trời sáng đẹp quá nè, cho các bạn xem những cái cây anh Khoa đang có nha. Cái này là ổi nữ hoàng của nó luôn ha anh Khoa? Cái này ổi nữ hoàng. Dạ. Mà thực sự ra mình thấy không? Cái ổi nữ hoàng mà lớn như vậy là hầu như là làm rất là khó tìm nha mi, không có dễ đâu. Wow, cái gốc này nó bự quá luôn các bạn. Rất là bự nha. Này là hơn ngón trỏ của mình á. Wow, ổi nữ hoàng mà thường thường em thấy lúc trước anh có là loại nhỏ nhỏ khoảng chừng 2-3 feet á. Chừng 2 feet gì? Dạ. Chừng 2 gang tay à, mà dạ, cái nhánh nhỏ chút cỡ nhánh này là cùng à. Đúng rồi, cỡ nhánh nhỏ vậy nè. Mà giờ cái cây này bự quá chừng luôn hả? Vậy là có khả năng có trái được chưa? Những cái cây này tất cả đều có trái qua hết trơn rồi em ơi. Có trái rồi luôn hả? Đúng vậy. Trời ơi quý quá vậy. Cái loại ổi nữ hoàng là cái loại ổi trồng trong chậu được phải không? Cái loại ổi nữ hoàng trồng trong chậu được. Dạ. Mà ưu điểm quá hình như là em thấy nó dễ đậu trái phải không? Sai trái phải không? Sai trái. Dạ. Sai trái các bạn. Nó cái vị nó ngọt mà nó ngọt của ổi chứ không phải nó ngọt của giống như nhãn. Nhưng mà rất là ngon. Ngon các bạn ơi, vậy là cái này coi như là vậy giờ anh Long xuống hàng gì nghe nhớ này đi lên. Cứ tối ngày cứ đem thứ giữ tới không à. Không biết sau này còn cái gì lên nữa các bạn ơi. Wow, cái này ngon quá chừng luôn á các bạn, rất là ngon. Thôi các bạn, cây này vậy là hai cây này là ready cho có trái hết được. Ready cho có trái hết được. Bây giờ mình về chứ là gốc này ngon lành quá ha. Các bạn ơi, cái cây ổi nữ hoàng này đang có bông nè các bạn. Wow. Ai lấy được cây này là năm nay hy vọng là có trái cho mình ăn. Các bạn, anh Khoa đang có mấy cây dâu tầm ăn nè, các bạn nào cần thì gọi nha. Bữa hổm hỏi mi rồi nói anh Khoa hết rồi đó, bữa nay có rồi đó. Nó bự nè các bạn. Nhìn cái lá loại này là này không biết ăn sống được không ha. Các bạn ơi, cái lá dâu tầm ăn mình có ăn sống được không? Em biết là luộc, người ta luộc ăn á, thì có, mà không biết có ăn sống được không? Ăn sống được, giống như là ăn mà có bánh xèo chắc dừa luôn á. Thôi, các bạn ơi, cái lá nó bự, bởi vậy cái trái nó mới lớn. Nè, bụng trái nè. Ồ, đang có trái nè các bạn, cái này là chín rồi đó, cái này là ăn được rồi nè. Nó đậm nữa không? Ăn vậy được rồi. Cỡ này là ngọt rồi. Đây, có được hai trái nè. Cái này còn sống nè, cái này chín rồi nè các bạn. Cái này cái giống loại Pakistan này nè các bạn, dâu tầm ăn Pakistan này không có cần phải đậm đen. Cái giống này nó ngọt lắm. Pakistan Mulberry dài là 4 inch. Mấy cây này cây gì hả? Mình không biết kêu bằng cây thiên gì tế hả? Không phải đâu. Cái gốc giống thiên tế.
mà để làm kiển ăn. Thì cái này trồng xuống làm kiển thôi chứ để làm gì? Kiển các bạn. Ừ. Cái gốc nhìn đẹp, nhìn cũng đẹp nha. Cái tại này thiếu nước nè, chứ nếu có nước cũng đẹp phải không? Như cái đó, này như cái gốc đó đẹp kìa, cái này đẹp nè. Dạ đó. Vô chậu đẹp lên nhìn mới có giá trị, đang cái chậu này nhìn không giá trị thì bể luôn. Cái này phải cần sang chậu. Bạn nào cần người khiêng về sang chậu cho anh Khoa. Khiêng về sang luôn. Cây bên này là hoa lồng đèn. Cây hoa lồng đèn nè, dễ thương chưa? Cái này kêu bằng Tiger gì á. Tiger Eyes hả? Không biết phải không, mình không biết nha. Hoa lồng đèn các bạn, anh Khoa đang có mà mùa này sao nó nở bông quá chừng ha. Nó có bông quanh năm ý. Ồ vậy à. Mình có cái hoa lồng đèn nó có bông quanh năm à. Ờ vậy vui ha. Ừ. Các bạn cần hoa lồng đèn không, anh Khoa đang có nè. Có mấy cây à. Nhanh tay thì còn. Hồi cái này cả mười mấy bông luôn mà. Phải không? Đây nè, mày thấy không? 2, 4, nè, 6, bé, mấy bông. Dạ. Cái nụ nó quá tay luôn nè. À, quá chừng bông luôn các bạn. Dạ. Hoa lồng đèn là nó có bông quanh năm. Về dạ. Cái này tại vì không có nước nôi đồ. Vậy thôi chứ cái hoa lồng đèn lẻ lắm. Cây này cũng khỏe quá chừng nè. Xanh Nhìn thấy cũng đẹp. Dạ. Cái này trồng hai bên cửa á. Nhìn thấy cũng hay. Sang chậu đẹp á, các bạn ơi, nhìn nó mới đẹp. Về để nhìn thấy nó không có giá trị cái cây. Các bạn ơi, những cái rau anh Khoa đang có nè, các bạn, các cô chú nào thích trồng rau ha là sẽ thích những cái này nha. Trời ơi, đủ thứ loại rau hết trơn luôn nè. Lá lốp nè các bạn. Đó, một chậu lá lốp. Mùa này nó hơi lạnh cho nên My nghĩ là lá lốp nó không có được tốt. Tại nhà My cũng vậy nữa. Cái này là còn đỡ, ở nhà My nó còn cây không à. Tại vì lá lốp nó không chịu lạnh đó các bạn. Rồi tới này giống mắc cỡ quá ha. Rau nhút nè. Các bạn nào thích rau nhút để nấu canh chua ha. Hoặc là mình ăn sống cũng được. Mình nấu lẩu ha. Là rau nhút là rất là ngon. Rồi cái này đặc biệt nè. Rau ngổ quá các bạn. Rau ngổ nhìn giống như mồng tơi ha, giống như rau ngò ôm ha. Này là rau ngổ mình ngắt để mình ăn sống. Nhà mình ăn sống không à, nhiều khi làm biến xào lấy ăn sống nó hơi đắng đắng tí xíu nhưng mà nó ngon, nó không có đắng như rau đắng. Mình thích cái này ăn sống ngon lắm, hoặc là mình xào tỏi hay mình nấu lẩu gì cũng ngon hết trơn. Xong rồi cây lá gai, làm bánh ít lá gai ha. Rồi cái này cũng quý giá nè. Đậu rồng. Cây đậu rồng đó các bạn. Rồi ở trong này mới quý giá hơn nữa. Các bạn hay hỏi mình cái cây này nè. Càng cua. Các bạn nào thích càng cua. Đó, đây là cây càng cua nghe. Mình cứ ráng trồng một bụi cho nó có hột. Rồi nó rớt hột là mơ mốt là các bạn không bao giờ mất giống. Ở nhà My là năm nào nó cũng mọc lên hết trơn á. Này nó đang có bông luôn nè các bạn. Mình lấy nhánh mình ghim nó cũng sống nữa nha. Càng cua này rất là dễ sống mà nó sợ lạnh thôi à. Đây ngò gai nữa nè. Quá chừng ngò gai luôn. Càng cua nữa nè. Rồi cái này đặc biệt nữa nè, các bạn biết gì không? Rau đắng Nhật. Đó, rau đắng Nhật nè. Cái này cũng dễ sống lắm nha. Mình ăn nó hơi đắng nhưng mà nó không đắng bằng rau đắng Việt Nam. Nhưng mà nó có cái mùi rau đắng đó đó. Kêu bằng rau đắng Nhật. Nó có hơi, mình này để nắng nó hơi hồng hồng chút xíu á các bạn. Cái này trong mát cho nên nó xanh nhiều nè. Đủ loại hết trơn luôn. Mình thích đậu rồng. Đậu rồng này ăn ngon mà đậu rồng rất là tốt cho người ăn chay các bạn. Cái nào mình thấy cũng cần hết á. Cái này để dành mình ăn sống ở nhà cũng phải có để nấu canh chua nè ha. Ăn sống, ăn phở, ăn bún Huế, ăn cái gì cũng cần, bọt kho cũng cần. Các bạn ơi, ai thích lá giang là mình nhìn cái chậu này là mê luôn. Anh Khoa anh bỏ vô cái dòng nè. Xong rồi cái chậu ở dưới đây nè. Rễ. Nó bò nhiều cây, 1 nè, 2 nè, 3, 4, 5, 6, 7, cả chục cây ở trong đây á các bạn. Rồi nó lên nè, wow, thấy thích không? Cho nên nếu mình trồng lá giang mà mình không có chỗ á, mình cho vô cái dòng cà chua này nè các bạn, rồi cái mình trồng thôi à.
bỏ vô cái chậu 15 gallon lớn ha, cho nó đủ rễ nó ra là mình có lá giang mình nấu canh ăn. Mê luôn á, quá chừng luôn nè. Nhiều nhánh lên, mình, mỗi nhánh mình cắt nè các bạn, nó sẽ ra nữa nè. Quá chừng luôn á, nó bò qua tới bên này rồi nè. Là mình có một vòng này thôi, không có cần phải lên về làm vàng ha, cũng gọn. Mình thấy cái này hay nè các bạn. Này cây lá gai nè, để làm bánh ít lá gai. Này lá gai mình ăn sống cũng được, nó phải không Khoa? Cái đọt á, phải không? Yeah, mình chưa có ăn. Em chưa có biết. Ăn nhưng mà nghe người ta nói là ăn được. Các bạn biết cái này mình có ăn sống được không? Hay là mình chỉ để làm bánh ít lá gai thôi? Nào, mà nào giờ mình ăn bánh ít lá gai cho mình, bởi vì mình mới biết cái lá gai luôn á mi. Vậy hả? ăn nó mà không biết cây nó. Đâu có biết đâu. Nè cái này của nó luôn phải không? Nó luôn á. Dạ. Là tía tô với lá giang nha các bạn. Nhiều cây ở trong đây quá chừng luôn nè. Nè 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gốc luôn. Quá chừng luôn. Chỉ tử nè. Chỉ tử này là dễ trồng nhất nè. Này anh Khoa có ăn thử mì gói không? Chưa. Cắt chừng chục lá này nè, bỏ vô tô mì gói ăn. Ngon không? Ta nói nó bổ. Nó bổ, bổ giống như những người ta đi làm mất sức rồi đó, là người ta cần ăn lá này cho nó lại sức. Nhưng mà cái trái nó mình đợi đỏ mới hái vô. Đúng rồi. Phải khô hay sao? Đỏ mình ăn tươi luôn còn ngon chứ phải khô chứ. Để khi làm nhiều quá mới phải khô, còn bình thường ra hái ăn tươi. Mà đỏ nó mới ngọt chứ còn không đỏ thì nó hơi chua chua. Mà ăn là nó bổ mắt á. Rồi, quá chừng cây luôn. Cây ớt các bạn. Cây ổi này là giống như hồi xưa nó là một cái cây bự như đây nè. Mày thấy không? Này là cũng nữ hoàng luôn phải nữ không? Nữ hoàng luôn. Wow. Mình trồng đất luôn nè. Trời ơi, cái bụi gì sướng quá hả? Mai mốt cái là có trái ăn. Như bụi vậy là dư sức là có bông có trái rồi phải không? Dư sức, tại vì cái này là để trong mát quá nè. Dạ. Đúng không? Rồi nó thành ra thấy yếu yếu thôi chứ ít bữa rồi coi mình trồng đất nó phát nhưng mà coi. Dạ. Bây giờ cái cây này là đứng số 1, vậy mai mốt cây nào lên đầu lên mặt cây này nữa ta? Các bạn thấy cái còn có cây nào ngon hơn cây này nữa không? Cái này á, nhược điểm của nó là nó có hột chút chút. Nhưng mà đối với mi á các bạn, có hột hay không không biết, miễn ăn ngon là mình thích à. Chứ như ổi không hột bình thường đi thì cũng ngon. Nhưng mà nếu mà so với ổi này làm sao mà ngọt ngon bằng ổi này. Không phải thấy không? Tất cả những dòng ổi á, nó có hột á, nó không có hột á, nó cũng ngon. Chứ không có dở nha, mình không có chê gì trơn á. Dạ. Nó cũng ngon của nó. Nó mà cái giống này nó đậm đà. Đó, nó giống như ổi Anh Long em cũng thích là nó đậm đà. Cái ổi nữ hoàng này mi, cái đặc điểm của nó là cái hột nó rất là mềm nha. Mình có thể mình nhai được luôn. Có những trái gì là mình cắt ra nhiều khi không có hột luôn hoặc là rất là ít một vài hột vậy là có nữa. Nó cũng không có hột luôn. Nhưng mà nó là loại ổi có hột chứ không phải là không hột. Ok. Dạ. Đi cho các bạn xem. Xả nè, mi đang ngâm. Bữa mình cắt gốc á, ngâm. Trời ơi, các bạn nhìn thấy là nó ra cái nùi nùi luôn á. Giờ mình lấy mình bỏ vô chậu, mình trồng, mình cho. Tại vì cái này á các bạn, mình thu hoạch mình ăn á, cái chữa chút các bạn thấy không? Quá chừng rễ luôn á. Tại vì có bạn nói mi á, sao mà bạn ngâm không có ra rễ. Xả bạn ngâm từ từ nó úng. Mi không biết nha, chứ cái này á các bạn chừa. Mi nghĩ là các bạn cắt cho nó mất cái gốc ở dưới á, thì nó không có ra, chứ mà còn cái gốc ở dưới đây một chút á là nó ra quá chừng luôn á. Vừa rồi cũng có bạn hỏi mi là trồng xả sao mà tưới nước mình nó bị vàng lá hết á, thì sẵn đây mi chia sẻ với các bạn luôn là xả nó thích nước, nhưng mà mình tưới nước xong á thì mình phải cho đất nó khô. Nếu mà mình cứ để cho nó ướt hoài, ẩm ướt hoài á các bạn, là nó chết á. Cho nên mình tưới, mình ví dụ như ngày nào nắng thì mình mỗi ngày mới tưới, hoặc là mình thấy đất nó khô rồi mình đi tưới nữa là được. Mà khô chừng các bạn đào dưới khoảng chừng 1-2 lóng tay mà nó khô á, thì hả tưới nữa. Chứ còn nó ướt hoài mà mình tưới hoài á là mình thấy vàng lá là mình biết là đất nó ướt nhiều quá đó. Còn nếu mà thiếu nước quá thì cây nó lâu lớn, cho nên nó cũng thích nước. Nhưng mà các bạn làm khô nha. Nè còn cái này nè, nó ra nếu mà cái cây xả mà non á thì nó ra rễ hơi chậm hơn. Còn cái này cây xả già, cây xả của mi cây nào cây nấy bự bự không á. Mình thích ăn xả cho nên mình ráng mình trồng xả cho nó tốt quá các bạn. Đó bây giờ
My đi gieo xuống rồi cho chị bạn. Chị ơi, thấy cái video này của My là mày, giờ mày em bỏ vô đây rồi em ghim rồi em đưa cho chị nè nghe. Tại vì chị nó chỉ trồng giả một cái chết hoài cho nên mày thấy gì hơi ngâm. Này ngâm cả tháng hơn rồi các bạn, nó mới ra được nhiêu đây nè. Bạn trồng cho đất chừng nhiêu đây, mình chọn potting mix ha, mình trồng là được rồi. Xã nhà My không có phân gì khác ngoài phân bò, phân gà đồ là được rồi các bạn. Mà nó cũng lớn để có ăn rất là nhiều luôn á. À, các bạn nào chưa biết trồng sả thì dưới video này My để cái link về cách trồng sả mà săn sóc sả cho màu lớn, cho mập, với cách giữ sả lâu khi mà mình gần cuối năm đó, mình giữ sả lâu mình ăn rất là lâu mà tiện lợi lắm. My để cái link ở bên dưới video ha. My xin dừng ở đây, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem video này nha. My hẹn các bạn ở nhiều video khác của My ha. Bạn thấy hay thì nhấn like giùm My và nhấn share để chia sẻ cùng bạn bè nha. My chào tạm biệt các bạn. Bye bye.